Chuyển sang một thông tin về giao thông đáng chú ý, thưa quý vị. Dự án cao tốc Cam lộ La Sơn kết nối tỉnh Quảng Trị với Thừa Thiên Huế đang chuẩn bị cho những công việc cuối cùng cho việc thông xe vào ngày 31 tháng 12 tới đây. Theo đó, tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn là một trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông có tổng chiều dài khoảng 98,3 km. Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Trị dài 37,3 km, đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế dài 61 km. Tổng mức đầu tư là hơn 7.600 tỷ đồng, gồm 11 gói thầu xây lắp. Theo ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc của Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông Vận tải, đơn vị chủ đầu tư dự án cho biết, đơn vị này tập trung tối đa xử lý dứt điểm các hạng mục còn lại, sẽ hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch đề ra.